Cửa. Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cái phụ kiện rất là hữu ích. Nó giúp cho các bạn có thể chống hạn hán và tận dụng luôn những cái động cơ dầu hoặc động cơ xăng các bạn đang sẵn có. Đó là hai mẫu bộ bơm. Các bạn có thể thấy được hai mẫu bộ bơm qua video chúng tôi đang quay ở đây. Đây các bạn có thể thấy được, đây là một loại mẫu động cơ, mẫu bộ bơm Phạm Quang MH. Các bạn thấy cái hiệu của nó chất rất là dày dặn. Ok, các bạn thể thấy rất là dày dặn đúng không ạ? Cái loại này thì các bạn có thể thấy được nó chuyển động bằng cách là nó hoạt động bằng cách là dùng đầu nổ để kéo vào kéo chuyển động dây buri. Các bạn có thể thấy buri của nó đây, buri của nó là buri hai rãnh bản A. Chiếc này thì nó đa năng hơn, vì nếu mà các bạn sử dụng những cái đầu dầu diesel ấy hoặc là các loại động cơ khác nhau thì các bạn đều có thể sử dụng được. Chỉ cần lên giá, gá lên giá và kéo dây buri, kéo dây cua và buri của bộ bơm này là các bạn có thể sử dụng được. Cái bộ bơm này nó khác với các bộ bơm đang bán trên thị trường, là các bạn có thể thấy được bộ bơm của nó được thiết kế bằng sắt pha gang. Đây là gang với sắt này, rất là dày. Tôi không biết chính xác nó là gang hay là sắt nữa, nhưng mà trên tem thì nó ghi là gang và sắt, chất liệu là gang và sắt. Thì các bạn có thể thấy được nó rất là dày, dày dặn. Hàng này là hàng gia công tại Việt Nam bởi Phạm Quang. Các bạn có thể thấy được nó có đóng logo và tên trên cái bao bì thùng cắt tông. Đây là một mẫu bộ bơm rất là đẹp. Nó dạng như bộ bơm văn thể và như là công suất nó nhỏ hơn. Cái này thì nó có ống hút là 49, ống xả là 42. Thì khi các bạn sử dụng nó sẽ hút sâu và đẩy cao hơn các loại bộ bơm thông thường. Đây là cánh của nó dạng, các bạn thấy là dạng nó ép vào như kiểu cái bộ bơm điện ấy. Các bạn thấy bộ bơm của cái máy bơm điện như nào thì cái bộ bơm này, cái cánh bộ bơm này như thế, cánh đĩa rất là tiện dụng khi sử dụng. Bên cạnh nó là một cái bộ bơm cũng là một mẫu của Phạm Quang, các bạn thấy mẫu MH. Mẫu này thì cũng hút 49 và đẩy 42, nhưng mà cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ khác hơn. Các bạn thấy đây là cái cốt của nó. Cốt của nó thì nó có hai loại, cốt 19 và cốt 20. Cái loại này thì bắt thẳng vào động cơ nổ, tức là khi các bạn lắp cái bộ bơm này vào động cơ thì cái phần trục này, các bạn, tôi sẽ view rõ và cho các bạn xem, nó sẽ chụp vào cái trục đây, cái này nó sẽ chụp vào cái trục của cái động cơ, và bốn con ốc này, nó bốn cái vị trí ốc này thì nó sẽ bắt thẳng luôn vào cái mặt lốc của động cơ. Và bên đây là các bạn thấy ốc hãm trục, ốc hãm. Thiết kế của cái cánh bơm và bầu bơm này cũng thế, nó là dạng nén hẹp và thiết kế như ở cánh đĩa ấy. Ống hút cũng 49 và ống đẩy 42. Cái này nó lắp được cho cả hai loại động cơ công suất 5.5 và 6.5 HP. Nó tương đương với cả động cơ xăng Honda GX160 và GX200. Các bạn sử dụng các loại động cơ Trung Quốc thì cũng vừa, hoàn toàn vừa. Ok, đây các bạn có thể thấy được nó ghi rất là kỹ. Đầu bơm nước, mức sâu đẩy xa, lắp vô máy nổ 5.5 và 6.5 Phạm Quang. Đây các bạn có thể thấy được nó có các mã cốt máy phi 19 và cốt 20. Đây là hút 49 đẩy 42. Chúng tôi vừa về một cái lô hàng này, nó tương đối nhiều. Chỗ này là hơn 50 bộ. Các bạn muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ chúng tôi qua số điện thoại trên cái bảng tên này, 0961349345, điện máy Bình Sơn. Địa chỉ cũng có luôn trên bảng tên rồi. Xa xa đây các bạn có thể thấy được chúng tôi về rất là nhiều dây áp lực, cực kỳ nhiều luôn. Nhiều dây áp lực.
300 quận. Tất cả cái lô dây này, tất cả cái lô dây các bạn đang nhìn ở trên video này, nó là dây Coban. Hôm qua chúng tôi đã có một cái video để giới thiệu về cái dây này rồi. Rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Dây Coban các bạn. Đây, nó đây, Coban. Hôm qua chúng tôi đã giới thiệu với các bạn rất kỹ rồi. Rồi, một lần nữa quay về chủ đề chính. Đó là hai cái bộ bơm này. Các bạn muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ chúng tôi qua số điện thoại này. Nếu các bạn thấy video của chúng tôi hay, ý nghĩa, các bạn hãy vui lòng like và subscribe cho kênh YouTube của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.